Đây là lớp nào thầy anh? Đây là trận đấu giữa lớp số 1 gặp số 3. Rồi, số là 34, thắng gặp 25. Giờ số 5. Thắng giờ số 5. Khi mà vào sân là chúng ta không được mất phòng kia, xe kia. Phải chưa? Rồi, quấn theo luôn. Giảm mất là bị bắt. Phải chưa? Bắt bật bị ngang kia. Em là biết rồi, giờ bị ngang là bắt. Được chưa? Nhớ chỗ cái nhà xe đây nha con. Hai đứa. Rào vô. Ta đã chọn xong bên kia thầy chỗ xe. Alo. Hai đội đi vòng tròn theo thầy Đạt để bên tay, bên tay, bên tay. Ta đã chọn bên kia và chọn bên đây. Thì chị của nó mà. Có nhà báo vừa tới một về với phía chụp hình đưa anh mạng. Rồi thầy các bạn ổn định. Xếp rồi, đi qua bên tay giao lưu. Đó là đội tuyển trường hiệp lần năm 2025-26. Không có ghế nào luôn anh. Nhanh lên. Đào, bên tay. Đào, có cái nào? Cái gỗ chứ. Có cái nào? Vô trong có phần nhà mở không? Lên coi đi. Rồi, đèn hãy vô tay, bắt đầu. Gì? Mà sao anh ơi, áo lý dụng nào anh ơi? Chọn sân là quá sân. Em nói mà sao anh ơi, mỗi bên chọn bên đây là đúng rồi. Chọn bên phía phần gió. Rồi chắc là tất cả là cái bên là cách bên ra đứng vào quần nghe không? Đây là hiệp đấu thứ hai giữa số 1 gặp số 3. Bên đây nó thuận hơn. Sao vậy mà bên đây lại thuận hơn? Bây giờ đánh lại qua nữa hay chứ. Hay. Tại hôm giờ nó quấn bị đây nó có em. Đi bên hông. Bảo đúng không con chạy em. Chạy lượn ngang. Bóng rồi bóng rồi mà con hai chân luôn đi. Sao không? Con sao chặn này kiểu sao rồi. Sao lại. Sao lại. Sao không? Để chăm lặng. Bây giờ nó bắt đầu. Không bên kia được cái đánh nữa, để đánh thiệt nữa chứ bây đánh chứ là không đánh thiệt nữa. Sao không rồi? Vậy không? Tính luôn thì thầy coi ghi gì? Quá. Dũng. Con quá hay quá đi giờ này chịu không mình giỏi là hơn đó nó đánh rồi rồi thêm cúi bây giờ là dữ thì tay đánh giỏi là ok rồi biết đâu rồi thấy cái vô vậy bây giờ cứ cố giữ anh đi biết đâu thấy cái vô chung kết rồi nữa rồi đang biết mà bốn mát rồi ơi đấy đâu bốn mát rồi Trẻ bên mình kia. Bây giờ cái này là để cho Dũng đỡ nghe. Gì? Để cho nó đó, rồi chút nó không được là con mới lùi xuống. Bây giờ con lên. Con lên, dưới lên. Đi xe lên gì? Con đi xe lên cho để cho Dũng đỡ. Như Tuấn Anh ở dưới Hải xe lên. Đến Tuấn Anh. Dũng. Dũng. Đó, thầy nói là của con chứ chúng anh là chỗ. Giữ lại. Qua đâu? Hay quá. Đây. Đổi. Vậy là con rồi, giờ đứng nào. Em xuống dưới đây, em Nam lên đây chứ đi đâu.
đâu vậy? Tối nay mà đó vị trí chưa bám được. Thẳng lên. Còn Dũng là bao con cái chị lên chị xuống. Con bám xe sát lưới. Chụp. Này này này. Quá đâu. Chị theo không? Không sao. Ông thầy Trung chạy ra mất rồi. Hết lò. Hết là. Chạy bám chạy con chạy chứ. Đây Đức, Đức lượng. Đức ơi lắm hả? Bình nhiều có người quay bằng. Ai đang dẫn cái này của nó đấy. Đó là đang dẫn. Di chuyển cho nó dễ. Đưa ra nên nó đánh mạnh vậy thì nè, nhặt cả mấy quay cho cô ấy. Cầm điện thoại là bóp lên nha. Quá là nhiều. Quay quay. Bảo vô giữa, ở giữa bảo giữa. Con đi sao mà cô vô mà bên trái con là Dũng là đúng. Hãy cho Duy lên đi đánh lên. Điểm. Điểm kìa thầy Khoa ghi điểm. Quay. Chị cho coi con. Quá rồi. Hãy đỡ cũng được. Dễ thôi Hải. 95. Không, Hải luôn xuống, Hải luôn xuống đây xong rồi con đi xuống. Để rồi chị đánh. Hả thống coi là con vô vô chứ sao hết đâu. Thống coi là con vô. Quá. Vô. Vô. Hay qua rồi. Chưa chưa ra. Bỏ theo được không? Quá rồi, hay quá. Coi quá rồi. Câu sao? Cái đấy thả vào gì Dũng chưa? Dũng nhào vô chưa? Dũng ơi. Quá, Dũng anh đi. Sao chính hay là quay cho tao con. Bảy chiến rồi ấy. Ê lấy đá lại cho tao vậy. Lớp mình chiến lắm. Nhảy. Cái mẹ lại cầm quay. Giữ lại. Để tao ăn cái. Kịp nó. Thấu rau là Duy được vô sao hết. Dũng. Thầy quá đi. Ôi. Nhớ. Còn đếm luôn. Nhớ để mình biết là mình bao nhiêu đó mình theo ấy. 10 rồi. Không ly. Quay vậy, không quay vậy. Nhiều khi nó ra sân nó nhìn thấy nó như giống như quay phim chụp hình nhận ra. Phải nói vậy thôi. Không phải, ý là đếm để biết là nó bao nhiêu đó mình theo ấy. Chứ không phải là mình sợ thầy kho ghi đâu nghe. Giữ cố gắng giữ lại. Nó mình vẫn còn hơn 2 điểm giữ lại. Bóng qua là hậu Dũng có thể luôn xuống còn lên.
quay ở đầu nó biết nha. Hậu 30 chứ hậu, 30 chứ hậu. Thằng chừng mà mới là có tao nghi, tao nghi tính tao nhai đá rộp 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 rộp. Và tôi đã. Cái mới ấy. Giữ bán là phát, bây giờ cái đứa là phát thì Dũng phát đi. Dục ống hút cái gì, cầm ống hút ra gì. Lần này bây giờ thằng kia phát có gì là nãy giờ không biết vậy. Thôi để gì đánh đây, để gì đánh. Gì đánh con sư hoa chỗ này, còn để gì đi. Thế nếu mà cô có cho ta quay cho mình, quay cho lớp mà ta quay gì hiếu, phiên thay nhưng mà edit. Con giữ là giữ được cái ra được. Quay thì nhìn cái điện thoại nó quay mà cái mặt nó. Nãy giờ mày làm cái nào giờ nhớ đâu có điều chỉnh cho Dũng. Dũng, nhớ điều chỉnh cho kỹ cho Dũng. 12, 11, quá. Ok rồi, xong rồi. 13, 11, chuẩn bị nè, cái đứa đang có bạn liền không có cần tôi phải ngay không tới. Nếu chẳng bước kia, bước xe lên đây chẳng bước. Chú, phát vậy thì đứng xa nữa cũng được thôi hết. Ui da. Đứng tay, đứng tay. Đứng tay. Đứng tay. Lui ra, lui ra để giảm mất á, lui ra để giảm mất rồi. Rồi đấy. Đúng chỗ rồi. 10 trái vậy thấy rồi. 15, 14. Qua đâu, qua đâu. Qua chứ, cái đấy thổi sao thì phát bóng rồi, bông phải nói chứ. Bà hỏi là sao tiếng thầy nói không nghe mà cứ tiếng đá rụp rụp vậy con. Thằng cái tiếng gì rụp rụp vậy con. Chứ cũng hơi tiếng đá. Lên lại, để chúng anh chụp cái giờ là lại chụp cái con. Cầm cái gì hỏi thấp đó. Không giữ được mà, Tuấn Anh nó xuống mà không giữ được thôi. 27 rồi. Bảo, 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 bảo. Cái tội của mày. Thế im đi. Đây đây ha. Càng đây là xét xét nút. Nãy giờ nghi quê 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 miết cô. Trời ơi. 18, 17. Để thấy xét nút rồi giờ mới ăn hậu chứ. Đều đều rồi, đều rồi, đều. Năm miếng mẹ. Cô là chuông giờ ông sửa mà chuông rồi. Mày nói gì? Hồi sửa hình tao về tao sửa mà tao quên gửi. Đó, đó. À,
quấn hoài mà ai đâu có giá. Nó quấn ba hoài hay là anh quấn ba hoài? 20 rồi. À, 3 tháng. À, 1 ra ngoài. Bên kia, bên kia 20. Bên kia 20. Đưa bên kia, bên kia. À, tôi đón ai rồi. Ở quê này cũng chờ. Mình về quê biết mà. Bắt đầu bên đó 20 rồi. Thế là anh một cũng thu hoạch anh ta mình. Anh một quá hả ba không? Một chín. Một chín. Đi ra. Đó. Sao? Không một. Nhi cái gì chỗ vậy nhỉ? Phá không cái gì? Cái gì đâu nhỉ? Cái gì mà đen đen nè. Đi cái đó cái gì không? Thằng nghe. Cái mình gùi vậy á, chứ đâu có gì. Nhiều nào cô? 2223 hả? Dữ ơi. Ai bữa xưa đi làm YouTuber mày. Con nãy giờ cô về cô sẽ nghe được cái tiếng con nhặt nó đi. Nó nhai đá. 21, 23 mình lên 21 rồi. Đói à, chết rồi, bảo rồi. Bảo rồi. Đánh thẳng lên đi. Đánh lên bảo ơi. Bán qua thì con bán qua một cái thử. Qua hay quá. Hay. Chuẩn nha con. Con. Chuẩn quá đi. Anh dơ.